Hello, xin chào mọi người, đây là tôi nè, Ellie. Mọi người ơi, mọi người nãy giờ mọi người có thấy cái hiện tượng lạ gì ở trong game không? Thấy không? Thấy không? Chưa thấy đúng không? Bây giờ tôi nói cho mọi người xem nè, trời ơi, nhìn mắc cười lắm. Đó chính là nhân vật của chúng ta ở trong game á, bữa nay nó lép xẹp lại luôn. Không chỉ là nhân vật đâu nha, mà tất cả phương tiện xe cộ và những con cá đều lép hết luôn. Trời ơi, buồn cười lắm. Với lại là những cư dân ở trên đảo thì không lép, riêng những nhân vật của mình ở trong game thì nó lép xẹp luôn, nhìn mắc cười lắm. Trời ơi, tôi đang câu mà tôi nhìn lại tôi cũng thấy người tôi đâu. Trời ơi, té ra nó lép xẹp lại luôn. Nhìn phản diện tới thì thấy, nhưng mà nhìn ngang qua thì không thấy người mình luôn, nó lép xẹp luôn. Đồng ý là sau cập nhật thì lúc nào cũng có lỗi hết trơn á. Hồi nãy thì là lỗi đăng nhập vô không được, cứ tới 10%, 20% là nó lại download ra, rồi lại bắt đầu gọi như là không tìm thấy mấy chủ. Rồi bây giờ vào được thì cái con người của mình nó không ra con người nữa rồi. Nó giống như là tấm cắt tông á, con người cắt tông á, người giấy cả nhà, nó không có bề ngang. Đó, mọi người nhìn ta cười không, nó chỉ nhìn vô phản diện thôi. Đó, một cười sợ. Đó, bây giờ mọi người thấy này, mọi người thấy mấy người đứng câu không? Đó, anh ta thấy, anh ta phát hiện lỗi hay sao á, mà anh ta đứng anh ta nhảy vui lắm. Trời ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đi quanh khu này coi thử nó có bị không nha. Hay là chỉ có một mình khu này bị, hay là chỉ có một mình cái khu mới này bị. Giờ mình sẽ chạy ra Plaza xem thử là nó có bị hay không nha. Chứ tôi nhìn tôi một cười đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy anh gắt cổng không hề bị gì luôn. Không hề bị gì luôn. Chỉ có một mình thôi. Chỉ có một mình nhân vật của mình bị thôi. Thật là buồn cười lắm luôn ở nhà. Trời ơi, bây giờ đi ra Plaza mới vui nè. Trời ơi, nó vui dễ sợ. Đó. Mọi người thấy không? Mọi người thấy những nhân vật mới đứng ở đây để cầm cái bong bóng bằng đà không? Không hề bị gì luôn nha. Những cái cư dân ở trên đảo Gaza là không hề bị gì luôn. Chỉ có một mình những nhân vật của mình á. Đó, mọi người thấy không? Chiếc xe bị lép xẹp luôn. Đó, chiếc xe lép xẹp. Trời ơi, cái quả kim khí cầu đó lép xẹp, nó nằm xéo như thà dễ sợ. Trời ơi, thấy không? Thấy mấy người ngồi trên chiếc xe ô tô không? Đó, mọi người thấy những người ngồi trên chiếc ô tô và mấy xe máy không? Không hề thấy đó. Những con bạch tuộc nó nằm ngang cái quả kim khí cầu này. Trời ơi, vui dễ sợ luôn. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Một binh đoàn người giấy đang hoạt động. Binh đoàn người giấy đang di chuyển. Mọi người thấy buồn cười không? Trời ơi, riêng heo là heo thấy rất là buồn cười luôn á. Tại vì chạy ngang á thì không thấy một người mình đâu, mà chạy phản diện tới thì mới thấy người mình. Mọi người thấy không, vui dễ sợ. Y như cái những cái con mà người ta gọi như là những cái con ngờ có gì ta, cái con gì mà ở bên Trung Quốc mà nó hay làm bùa cải, mà nó đứng dậy nó đi mấy thứ giấy bay bay đi đó. Nói chung á là game đợt này lỗi rất là nặng nha, không thể bỏ qua được nha. Nặng kinh khủng luôn á, cái lỗi này là nặng quá trình nặng luôn. Trời ơi, nhìn vô có đâu có thấy con người mình đâu, thấy giống như y như mấy giấy lất pha lất phất chứ đâu phải là người mình đâu. Trời ơi, đó có bạn phát hiện ra lỗi, nó kêu mẫu dính lên kia. Trời ơi là trời, hài lắm trời. Trời ơi, tại sao chỉ có nhân vật bị mà tất cả các cư dân ở trên đảo Gaza thì không bị, chỉ có nhân vật của mình vô là bị thôi nhất cả nhà. Còn là những nhân vật như là bác lao công cảnh như là bác lao công cảnh sát, hay là như cái gì ta, tiếp viên trưởng, là nói chung tất cả những người cư dân ở trên đảo thì không bị, mà riêng những nhân vật mình vô là sẽ bị. Trời ơi, cái ông đứng dậy chẳng hạn kìa. Mà mọi người ơi, mọi người thấy không, cái con người mà mình đang dùng này nè, là bắt đầu bình thường nó đứng là cái chân nó rất là đẹp, mà bây giờ cái đứng này cái chân nó chẳng hạn, là thấy hài không? Nhân vật nào cũng vậy, cái chân nó chẳng hạn là nhìn vui dễ sợ. Chạy thì giống như là cái gì ta, chạy thì giống như là hai con robot nó di chuyển, hai cái miếng sắt di chuyển, cắt cười quá chừng luôn. Nói chung là khẩn cầu nhà điều hành game phải chỉnh sửa lại cái lỗi này dùng nha, chứ chơi nhìn như thế này là không chịu nổi đâu. Thôi, hẹn gặp mọi người ở các video sau, bye bye, hẹn gặp lại. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp heo nha, và nhớ vào TikTok follow cho heo một follow nhé. Bye bye, nhớ đăng ký, nhớ quên, nhớ kết bạn cho game cùng tôi nha.